Shop Nick tự động, sĩ cao shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Quá luôn. Quá thôi. Sợ gì đâu em. Anh có MP40 rồi. Gà lá chanh đấy. Bọn khô gà lá chanh em ạ. Cái bọn đứng top thẻ vực cực đầu trận đấy. Cho nó lên bảng luôn đi em ơi, cho nó nổi này. Khô gà lá chanh à, nghe có vẻ ngon. Đây rồi. Ở đây hả? Ở đây hả? Ở đây hả? Khô gà lá chanh này, nốc 1 nha. Cái đậu xanh này, khô gà lá chanh này. Thích khô gà lá chanh không? Khô gà lá chanh này, khô gà lá chanh này. Xong. Đã tìm ra được bọn khô gà lá chanh nha anh em nhá. Máu, có năm túi này. Này này này, máu này, máu này. AW qua đây. Để tao. Cái đấy của anh, để anh lấy cho mà xài này. Ok. Chờ anh xíu. Vã quá rồi. Đấy em. Anh vứt ra ngoài này. Ok cho em. Mú nát ra nát. Đã xuống tỉa này, đây đấy. Anh quên, Làm tỉa trong nhà hai băng này. Thôi một băng là đủ rồi em ạ. Không anh ạ, bắn nó nhiều. Bông keo các thứ ấy, cần nhiều. Bông keo để thấn được. Đi thôi. Chính kia mà quay keo, mà ca đó. Hợp lý là khổ, bố mẹ ganh quá nói nhỏ. Rồi. Đêm hôm rồi, nói to sao được em. Không nhỏ quá. Tao mà nói to là tao thấy mẹ tao luôn á. Úi giời ơi. Thấy cái gì kìa. Có con. Đây à. Ui đây à, Chạy đi mày, Úi giời ơi, chạy đi mày, lên bản đi. Má, mày kêu 150 rồi. Một đứa nữa. Gốc cây à. Trên nhà cũng có nhá. Nhà cùng phía. Hay lắm. Được. Vào nhà đi anh em ơi. Công thẳng luôn. Hình như là chúng nó cứu nhau rồi. Phía sau. Phía sau nha. Chỗ nào ta? Đậu xanh. Cứu lao đi. Đánh coi nào đời. Thế này. Đứa nào mà sấy gắt thế nhở? Nhà gà hả? Đây rồi. Đây rồi này, cái đầu này vỡ đầu. Đó xong này. Nhà gà. Xong rồi nha em ơi, có một đứa thằng anh vừa bắn vỡ đầu rồi. Nãy giờ cắn trộm hơi lâu em ạ. Ui, không đặt xuống trường luôn, thôi xong rồi, ba lô ba trên nhà này, ai chưa có lên đấy. Đây anh có 7 túi máu này, mọi người lấy không này. Anh vứt bớt cho này mà bơm này. Ui dính mìn à. Đây em ơi, anh check mìn á. Hết rồi. Em ơi, còn một trái nữa. Một trái nữa hả? Kêu em đi. Đây, phá mìn nói mày. Một cái nữa nha, một cái nữa này. Này phá được mà. Đậu xanh, chiến thuật thế em. Thế nát hết giáp à. Đây này, hầm sắt nó này. Dâm 2 ba lô 3 bên đây các thứ này. Đang lấy. Thế anh qua ngay ra ngoài. Anh có 7 túi máu này, mọi người lấy không này. Rick. Hàng gì? Hàng Rick Joy. À, ở đây có súng máu này. Máu này. Súng máu á hả? Đây, bắn cho. Bắn em đi. Bắn em. Anh có 7 túi máu rồi. Đâu? 7 túi máu rồi em ơi. Cái gì? 7 túi máu rồi em ơi. Mày bắn này em. Mấy túi máu rồi, thính xa mày mày. Này này này, anh vứt cho này. Có. Đây anh quần máu full kìa đã. Thằng kia mất dậy nhá. Chạy bot thôi anh em ơi. Em kia xuống trường đã, còn có 111 viên, à 101 tí. Quên.
Chị mod thôi mọi người ơi, đây mới là mod đầu tiên luôn mà. Đùa, nó hạ gục nhau nhanh thế. Nghe mấy tổng cả số lượng còn lại mới còn 21 người này. Dã man. Chúng nó hạ nhau gần hết có rồi. Thì, có cái team cái thằng khô gà lá chanh nên giết mẹ rồi. À đúng rồi. Khô gà lá chanh tên hay nhở. Đúng kiểu món ăn trông ngon đấy anh em ạ. Có xe, có xe, có xe. Không, nó chạy lên này. Đứng lại mày, đứng lại mày. Đừng, đừng, đừng. Đừng thế, đừng thế, đừng thế. Đừng tông mình, đừng tông mình. Nó định tông anh em ạ. Xấy xe nó. Láo. Cho mông keo con người. Mông keo 120 con người nha. Ôi đừng, ôi đừng, ôi đừng. Anh không có mông keo. Thôi xong, thôi xong, thôi xong. Thôi xong, có khi anh tông rồi. Xuống xe. Mày tông anh à? Xuống xe, đã bảo xuống xe rồi. Đã bảo xuống xe rồi cơ mà. Cái đậu xanh này mày tông anh à? Mày tông anh à? Bye. À, hai quả bóng keo, ba lô ba này, chất. Súng điện bơm em. Đồ ngon. Đỡ dùng máu. Súng điện anh còn có xíu à? Đâu, số mấy, số mấy? Hướng 120. Kêu cho nó cái đá anh mày. Chạy bon này, chạy bon này. Chạy bon này, cái đậu xanh này, chạy này. Ok, đứa nào nữa? Để anh coi xem đứa nào nữa. Để xuống đi mọi người ơi, để xuống đi xuống. Này em vừa mới nó một đứa đây. Một viên anh ơi. Cái đậu xanh. Gà kìa. Hay lắm, được. Một viên ở đâu rồi? Được lắm. Nó qua cứu bạn này. Qua cứu bạn đấy hả? Qua cứu bạn đấy hả? Lên bả đi. Đã còn người à? Dã man đã còn người à? Hay lắm, được. Con thằng giả đứt khối lên đầu ấy nha. Mà đã kêu ở đâu vậy mà còn chờ hương dưới nữa. Này thì thích mana đúc. Nhiều khi hên xui em ạ. Thôi nè. Đây còn máu cái đã rồi, hợp lý nhờ. Sửa giáp này. Ngon lành luôn, máu, 9 túi máu. Anh xí trong lúc anh em đã cứu cho ông Phương Bình ngồi lút đồ. Biết anh. Ờ, thì anh có biết đâu. Nhiều khi anh quên đấy. Bởi vì là Nhi có thể nói gì đâu. Bắn ra, em đi xả lũ đây. Phải. Đây đạn trở lên rất nhiều mà mình quên. Phải dậm thêm mới được. Súng điện hả? Đây em ơi. Có máu chưa anh? Còn 8 túi máu này. Máu chân đầy. Có bông keo không anh ạ? Đấy thì máu vẫn đầy đây. Anh có bông keo không? Bông keo hả? Có, anh có 6 quả này. Có đây anh chia cho 3 quả. Này này này. Lấy 3 quả đi. Anh em với nhau chia đều luôn. Cảm ơn. Hợp lý. Bọn này cũng là M451 thôi, không có Ska. Đùa. Chơi tạm cũng được, không sao. Thì có mấy thân ở đây lắm này. Thôi nhiều máu lắm, anh có 8 túi máu cơ. Nhưng mà rảnh ăn cũng được, không sao. Ăn luôn. Hồi đi mẹ. Thì nó cộng EP. Let's go nào. Đâu chứ chắc mẹ anh nói thế. Thật ra giác ngộ đi nhanh. Các cháu bo này đây còn to lắm anh em ơi. Lên thẳng của trời thôi nhỉ. Bên xe sao này? Nó thính không phải xe em ạ. Phải xe đâu. Thính ra Groza, Groza. Groza hả? Lượm thôi, lượm thôi. Thính thì thính đây. Không bảo mày mày bị dơ. Ngon. Mày bị dơ. Người ta nói mày thính. Khẩu này sấy chất lượng anh em ạ, ổ ra đi rồi. Anh ra ngoài. Mày thì tính rồi. Thế này ngon rồi anh em. Đi. Người ta lấy thính dai thẳng. Ai lấy thính gây rộng này. Mày mòn giờ rồi. Ủa đi mà có đi học. Ờ, ngủ léo đi. Tao thất không được chưa. Lên con gái đi. Lên đi học con gái đi. À, tao game thế lại giống anh rồi. Tao
Trước anh hồi học đại học, toán lên lớp để ngủ với lại đi lên để ngắm gái thôi em ạ. Mày liệu mà đút long long đi long còn. Học đại học nhàn mà. Cô chùa. Cô chùa sao mà xin hoài vậy? Nguy vân. Uầy, điện thoại anh nó hết pin yếu rồi, không sao, chưa nốt trận được. Sao? Hợp lý. Được phết. Rồi xong thế người đâu ta? Ủa trận nãy giờ này. À giảm thanh nhá. Im thế nhỉ? Mà 249 kìa. Giảm thanh đấy. Không bắn 249 nữa. Im thế nhỉ? Mà 249 kéo tâm khó. Nhưng mà bắn xuyên giáp tốt em ạ. Đục bông keo cũng tốt nhưng mà kiểu nó không cơ động ấy. Đúng rồi, nó nặng mà. Khẩu này cầm kẻ ở đâu? À đất mẹ cầm bá hô là M79 á. Mấy chỗ mà không có khả năng tầm gần nhưng mà chỉ sao tốt. Mày đang phân tích à? Cái đậu xanh không thấy ai luôn. Thầy Long à. Mấy đứa trong bot. Mấy đứa trong bot thì lên nó thành rất là tô. Ủa? Không có thật luôn hả? Oh shit, nó trốn hết rồi. Lên trên đi, chắc cho nó thủ nhà cả rồi em ơi. Tìm người cũng khó. Tìm chưa ra luôn các bạn ơi. Ra cống mạng chúng nó, không ra lấy này. Đùa. Như ừ. Vân lại tiếp tục hạ gục. À. Chỗ okay, nào ta? Giết nhau. Vào trong bo đi. Mình chẳng thấy con lợn nào. Gắt. Ai, gắt thật. À quay lại mình ơi. Đây rồi, đây rồi. Đến lúc khô máu rồi anh em ơi. Đến lúc cho nó lộ diện rồi em ạ. Càng phết. Mới đến trên nhà cả cơ. Hai hướng anh. Ok. Vào bo trước đi. Thằng này vào bo trước anh nghĩ ok hơn. Vào bo đi Long ơi. Long Nhi ơi. Đừng khô máu vào bo đi. Cái đậu xanh khô máu à? Quyết khô máu thì ok thôi. Vào bo đi mấy đứa ơi. Nhảy. Long ơi, vào body em. À đây, anh đứng đây, anh đứng đây anh cam được. Anh đứng đây anh cam được. Chờ anh xíu, anh đứng đây anh đảm bảo anh cam được cho nó. Em yên tâm. Cái đậu xanh này. Nguyên một team nhá Long ơi. Thôi xong. Anh biết ngay rồi, anh biết rồi. Anh bảo rồi cơ mà. Anh đứng đây anh cam được. Nhi ơi, vào body Nhi. Vào body Nhi. Bao bo nhé. Hai. Yes, có một. Vậy thôi, đơn giản mà. Thằng nào đây? Ui giời ơi. Có gì đâu em ơi. Nó phải chạy vào bo mà, mình ở ngoài có lợi mà. Yes. Ok. Và trận này chúng ta có được ui, gắt, mình hạ tận mình 1 kill luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.